Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý trong tiểu mục khuyến nông hôm nay. Thưa quý vị, nhằm tổ chức đánh giá và rút kinh nghiệm sau 2 năm triển khai và để công tác khuyến nông, các tổ khuyến nông cộng đồng hoạt động ngày càng hiệu quả và bền vững. Trong 2 ngày mùng 1 và ngày mùng 2 tháng 8 năm 2024, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân của tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm triển khai đề án nâng cao hiệu quả hoạt động công tác khuyến nông trên cơ sở kiện toàn mô hình tổ khuyến nông cộng đồng tại thành phố Pleiku của tỉnh Gia Lai. Trong quá trình triển khai đề án, hệ thống khuyến nông, đặc biệt là lực lượng khuyến nông cộng đồng đã xác định được vai trò nòng cốt trong quá trình thực hiện, đó là khuyến nông đồng hành cùng với nông dân, giúp nông dân tổ chức lại sản xuất, đào tạo tập huấn, nâng cao năng lực và là cầu nối giữa nông dân và doanh nghiệp. Kết quả, các tổ khuyến nông cộng đồng thuộc vùng đề án đã phối hợp với các tổ chức chủ trì dự án, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức trên 100 lớp tập huấn phát triển vùng nguyên liệu, hướng dẫn người dân thực hiện 14 dự án khuyến nông trên 500 hectare vùng nguyên liệu lúa gạo, 300 hectare vùng nguyên liệu kem quả, 150 hectare vùng nguyên liệu cà phê và 200 hectare vùng nguyên liệu gỗ lớn. Mô hình tổ khuyến nông cộng đồng là một hướng đi mới để kết nối hệ thống khuyến nông với cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp nhằm hỗ trợ người nông dân tốt hơn trong việc ứng dụng tiến bộ, kỹ thuật, các giải pháp hữu ích vào sản xuất, giúp cải thiện sinh kế, tăng thu nhập, góp phần xây dựng nền nông nghiệp hiệu quả, bền vững theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. Sau 2 năm thí điểm, mô hình tổ khuyến nông cộng đồng đã có những tín hiệu tích cực, nhận được sự ủng hộ, hưởng ứng của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và bà con nông dân. Đến nay, ngoài 26 tổ khuyến nông cộng đồng thí điểm với 156 thành viên, tại 13 tỉnh tham gia đề án đã thành lập thêm 1.071 tổ khuyến nông cộng đồng mở rộng, với tổng số 9.622 thành viên. Và với cái sự thay đổi tư duy khuyến nông, như Bộ trưởng đã tặng chúng ta một loạt cái thay đổi, khi chúng ta thay đổi tư duy khuyến nông và đặt khuyến nông trong đa giá trị, trong một cái bối cảnh mới, thì khuyến nông không chỉ là những cái hoạt động truyền thống như cũ, là chủ yếu là chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, mà khuyến nông chúng ta phải mở rộng cái không gian. Ngoài chuyển giao tiến bộ kỹ thuật thì chúng ta giúp người nông dân tổ chức theo hình thức sản xuất mới, đặc biệt là vấn đề vận động nông dân tham gia vào hình thức hợp tác xã, rồi đào tạo tăng cường cho người nông dân trở thành những người nông dân chuyên nghiệp. Đồng thời, thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, trên cả nước đã có thêm 44 tỉnh, thành phố đã thành lập các tổ khuyến nông cộng đồng, với tổng số 4.074 tổ khuyến nông cộng đồng, với gần 37.400 thành viên, hoạt động phục vụ phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới ở các địa phương. Trong đó, có một số tỉnh thành đã thành lập số lượng lớn với các tổ khuyến nông cộng đồng như Hải Phòng 139 tổ, Cao Bằng 134 tổ, Thái Nguyên 121 tổ, Yên Bái 150 tổ, Hà Tĩnh 160 tổ, Quảng Nam 826 tổ. Khuyến nông cộng đồng cũng là như là một món hàng mình phải đi quảng cáo để người ta mới biết, để người ta mới sự quan tâm, chứ không thôi là người ta sẽ không biết. Thật ra nhiều khi mình phải trách mình không biết, làm cho rùng beng lên. Bây giờ người ta làm món hàng, mà mỗi lần ra đời một cái sản phẩm mới là người ta phải làm một cái sự kiện, làm một cái event, rồi đánh trống, rồi gõ mỏ, rồi để đánh động lên, là nó có cái câu chuyện đó. Thời gian tới, hoạt động khuyến nông cộng đồng sẽ hướng tới mục tiêu tiếp tục triển khai nhân rộng trên địa bàn 15 tỉnh mở rộng, trong đó ưu tiên các tỉnh tham gia đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp, nâng cao năng lực cho các tổ khuyến nông cộng đồng đã thành lập, tăng cường trang thiết bị cho các tổ khuyến nông cộng đồng hoạt động hiệu quả thông qua hợp tác với các doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế. Các tỉnh trong vùng đề án ban hành được quy chế hoạt động, tiêu chí đánh giá hoạt động và các chính sách khuyến nông hỗ trợ phát triển tổ khuyến nông cộng đồng. Kiến nghị sửa đổi, hoàn thiện cơ chế chính sách khuyến nông nhằm củng cố, kiện toàn hệ thống khuyến nông, đáp ứng nhu cầu đa dạng ngày càng tăng của sản xuất thị trường, hướng tới phát triển cộng đồng, phát triển bền vững. Thưa quý vị, thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững, ngày 25 tháng 3 năm 2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã phê duyệt đề án thí điểm nâng cao hiệu quả công tác khuyến nông trên cơ sở kiện toàn mô hình tổ khuyến nông cộng đồng. Trong những tổ khuyến nông cộng đồng này thì có người là lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, đại diện đoàn thể cấp xã, bí thư, chi bộ, trưởng thôn, có người là đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh giỏi. Tất cả đã được tập hợp trong một tổ chức, không chỉ mang sứ mệnh chuyển giao công nghệ, khoa học kỹ thuật mà còn hỗ trợ tư vấn phát triển, hợp tác xã, thông tin và kết nối thị trường, liên kết chuỗi giá trị và đào tạo nông dân số.
Ngoài vai trò tích cực hỗ trợ nông dân trong sản xuất, các thành viên tổ khuyến nông cộng đồng còn là cầu nối giữa nông dân và doanh nghiệp, giúp bà con tiêu thụ nông sản. Tại vùng nguyên liệu cây ăn quả của miền núi phía Bắc, các tổ khuyến nông cộng đồng đã giúp kết nối tiêu thụ 5 tấn dứa, 100 tấn chanh leo. Tại Tây Nam Bộ, khuyến nông cộng đồng đã giúp 257 hộ vùng nguyên liệu cây ăn quả Đồng Tháp 10 tiêu thụ sản phẩm trên diện tích là 120 ha sầu riêng. Và tại khu vực Tây Nguyên thì các tổ khuyến nông cộng đồng cũng đã giúp bà con trong vùng được bao tiêu sản phẩm cà phê 4C hữu cơ, tổ chức 46 cuộc liên kết tiêu thụ sản phẩm cho 2.126 nông dân vùng nguyên liệu lúa gạo, hỗ trợ liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm bà con vùng nguyên liệu rừng trồng gỗ lớn trên diện tích là 300 ha. Và phóng sự sau sẽ giúp cho bà con hiểu rõ thêm về vai trò của những cán bộ khuyến nông cộng đồng với sản xuất nông nghiệp tại các địa phương. Xã Phước Mỹ, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Những cánh đồng cỏ bay thẳng cánh ở nơi được mệnh danh là vựa lúa quốc gia. Đều đặn mỗi ngày, anh Tạ Bá Hải, tổ trưởng tổ khuyến nông cộng đồng xã Mỹ Phước cùng với các thành viên lại đi xuống ấp ra thăm đồng, gặp gỡ bà con. Kể từ khi mô hình tổ khuyến nông cộng đồng xã Mỹ Phước được thành lập, những cán bộ khuyến nông như anh Hải đã thực sự trở thành hạt nhân kết nối, đồng hành với bà con cả trong sản xuất lẫn đời sống thường nhật. Ngoài cái việc mà chuyển giao kỹ thuật đến bà con nông dân, hợp tác xã, tổ hợp tác thì tổ khuyến nông cộng đồng còn giúp cho địa phương phát triển về thôn mới, nông thôn mới nâng cao, thì giúp bà con liên kết tiêu thụ. Trên dẻo cao Tây Bắc, hay năm trước, Sơn La cũng là một trong 13 tỉnh tham gia đề án thí điểm nâng cao hiệu quả hoạt động công tác khuyến nông trên cơ sở kiện toàn mô hình tổ khuyến nông cộng đồng. Lực lượng khuyến nông đã góp phần làm nên hiện tượng nông nghiệp Sơn La hôm nay. Tôi nghĩ rằng là cái mô hình của khuyến nông cộng đồng này rất là tốt cho cái việc mà hỗ trợ cho các doanh nghiệp nói chung và đối với cô nói riêng trong cái việc mà phát triển vùng nguyên liệu cho nhà máy chế biến. Thì tôi nghĩ rằng từ cái mô hình tổ khuyến nông cộng đồng ở Sơn La này thì cũng nên nhân rộng các cái mô hình tổ khuyến nông cộng đồng tại các vùng nguyên liệu của các doanh nghiệp. Khi có tổ khuyến nông cộng đồng cầm tay chỉ việc giúp đỡ cho các hộ gia đình, bà con nông dân để tổ chức sản xuất theo đúng cái chuỗi sản xuất đã đề ra và đảm bảo các cái quy trình trong sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật, tiến bộ khoa học kỹ thuật để đưa ra những sản phẩm nông nghiệp tốt nhất. Và cũng từ cái tổ khuyến nông cộng đồng này thì chúng ta sẽ có những cái hoạch định chính sách, hoạch định những cái bước đi để phát triển kinh tế nông nghiệp của tỉnh. Thế và điều nữa, cũng từ khuyến nông cộng đồng này thì cái chuỗi sản xuất liên kết ngày càng bền vững và phát triển chặt chẽ hơn. Tại Tây Nguyên, quyết tâm chính trị, sự vào cuộc quyết liệt của các địa phương đã hình thành nên đội ngũ khuyến nông cộng đồng ngày càng gắn bó mật thiết với doanh nghiệp, hợp tác xã và bà con nông dân. Điển hình ở Kon Tum, các hoạt động của các tổ khuyến nông cộng đồng đã hỗ trợ người dân kết nối với doanh nghiệp, mở rộng vùng nguyên liệu để hình thành vùng sản xuất cà phê trách nhiệm và bền vững. Không ngại khó, ngại khổ, sẵn sàng ba cùng với bà con, người tổ trưởng tổ khuyến nông cộng đồng Đới Văn Cương đã cùng với người dân xây dựng vùng nguyên liệu cà phê đạt chuẩn trên diện tích 2.000 ha ở huyện Đắc Hà. Tham gia vào mọi hoạt động sản xuất nông nghiệp tại địa phương, anh Cương đã chủ động liên hệ với công ty trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Hiệp và các công ty tổ chức các lớp tập huấn sản xuất cà phê theo bộ quy tắc 4C. Thì có cái tổ khuyến nông cộng đồng của Kon Tum thì là hướng dẫn cho gia đình được cái thứ nhất là kỹ thuật về chăm sóc, hai là về hỗ trợ phân bón, thì gia đình cũng thấy cây số cà phê phát triển rất tốt. Năm 2024, ngành nông nghiệp Việt Nam bước vào giai đoạn quan trọng nhằm thực hiện mục tiêu lớn của quốc gia, nhằm biến mục tiêu trên thành hiện thực, việc lan tỏa mô hình tổ khuyến nông cộng đồng càng trở nên cấp thiết. Từ những hiệu quả rõ rệt ở 13 tỉnh thành tham gia chương trình thí điểm, đã có 44 tỉnh thành khác đã thành lập thêm 4.074 tổ khuyến nông cộng đồng với gần 37.400 thành viên khác. Tính đến tháng 5 năm 2024, cả nước đã có 57 tỉnh thành lập tổ khuyến nông cộng đồng với số lượng là 5.167 tổ với gần 47.200 thành viên. Tất cả đang cùng nhau thực hiện triết lý, muốn đi xa phải đi cùng nhau.